Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều ngày 19 tháng 12, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống khu vực phía Nam. Từ đêm mai ngày 20 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Từ ngày 21 tháng 12 ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 6 đến 9 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 13 đến 16 độ C. Vùng núi Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Cảnh báo từ đêm ngày 20 đến ngày 21 tháng 12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Những ngày này, nhiệt độ tại thị xã Sa Pa của tỉnh Lào Cai giảm mạnh. Hiện tượng sương muối xuất hiện gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp và nhất là đối với đàn gia súc. Tuy nhiên, do dự báo trước được tình hình nên chính quyền và người dân đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó, tránh thiệt hại như các năm trước. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Gia đình bà Châu Thị Dinh ở thôn Hòa Sử Pán 1, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa có 4 con trâu và 1 con nghé. Những ngày này, nhiệt độ tại thị xã Sa Pa giảm mạnh, xuất hiện sương muối, có thể gây hại cho đàn gia súc. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, để tránh thiệt hại, bà Dinh đã chủ động xây dựng kiên cố chuồng trại và dự trữ thức ăn để bảo vệ đàn trâu của gia đình. Ngày trước chỉ làm chuồng gỗ thôi, trời rét quá nên trâu bò cũng chết. Nhưng được địa phương vận động nên gia đình đã xây chuồng kiên cố. Giờ thì rất yên tâm, không sợ trâu bò chết rét nữa. Gia đình cũng chuẩn bị rơm khô, cỏ tươi và thức ăn để dự trữ sẵn trong nhà cho gia súc khi mùa mưa, mùa rét. Cũng bảo nhau không chăn thả bên ngoài khi nhiệt độ xuống thấp để tránh thiệt hại. Bên cạnh việc xây chuồng trại kiên cố, trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, anh Giàng A Sùng cũng chủ động đốt trấu, pha cám với nước nóng và muối để chống rét cho đàn gia súc. Nhờ sự chủ động này mà từ năm 2021 đến nay, đàn trâu của gia đình chưa có thiệt hại gì, dù nhiều thời điểm nhiệt độ xuống rất thấp. Kể là năm nào cũng chết đâu, trâu bò thì năm nào cũng bị thiệt hại và chết rét. Nên mà bây giờ có nhà nước cũng hỗ trợ rất nhiều, trong bùa về trong thôn cũng có. Thì bây giờ trâu thì toàn là nhốt thôi, nó trâu này cũng khổ lắm nhưng mà toàn là nhốt thôi. Là nắng mưa thì mình phải che cho nó đủ, thì không cho nó rét nhiều quá. Nếu mà rét quá thì mình phải đúa cho nó tí trâu cho nó nóng. Trên địa bàn xã Mường Hoa hiện có 317 hộ chăn nuôi gia súc. Nhờ sự vận động của chính quyền địa phương, đến nay 100% hộ dân đã xây dựng chuồng trại kiên cố để tránh rét cho trâu bò. So với các năm trước thì bây giờ nhận thức của bà con đã có những cái thay đổi. Đặc biệt là bà con đã tự chủ động trong cái vấn đề che chắn chuồng trại cũng như là những cái ngày mà giá rét ấy, thì bà con lùa đàn gia súc về chuồng để che chắn và cho thức ăn trong chuồng. Trên địa bàn thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai có 4.469 hộ chăn nuôi đại gia súc với tổng số 13.897 con. Thời gian qua, thị xã đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống đói, rét, đồng thời tuyên truyền để người dân nhốt trâu bò khi nhiệt độ xuống thấp, có phương án di chuyển đàn gia súc đi tránh rét. Đến nay, có khoảng 94% hộ dân đã xây dựng chuồng trại kiên cố. Chúng tôi thì có một số những cái khó khăn, ví dụ như là cái thời tiết mà nó ban ngày thì nó trời nó nắng như này, thế nhưng ban đêm thì nhiệt độ nó xuống rất là sâu. Đấy cũng là một cái nguyên nhân mà làm cho sốc nhiệt gia súc mà nó có những cái trường hợp mà gia súc già yếu thì hoặc là những cái con non ấy thì nó sẽ bị chết. Thế và một số hộ dân ấy thì đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi có khoảng tầm 5-6% nữa các cái hộ là chưa có chuồng trại. Thế nhưng tuy nhiên thì chúng tôi đã có những kịch bản và cũng đã vận động các cái hộ mà chưa có chuồng trại đấy thì một là sẽ di chuyển đàn đi tránh ở xuống vùng ấm hơn để tránh rét, hai là có thể là nhốt chung những cái hộ mà có chuồng để đảm bảo là 100% các đàn gia súc là không phải nhốt ở ngoài. Từ nay đến cuối năm,
miền Bắc sẽ còn nhiều đợt rét đậm rét hại trên diện rộng. Việc chủ động phòng chống đói rét cho đàn gia súc sẽ góp phần hạn chế thiệt hại cho người dân trước sự khắc nghiệt của thời tiết. Trời rét đậm rét hại không chỉ dễ khiến mọi người bị mắc các bệnh lý về đường hô hấp, mà còn khiến các bệnh lý về xương khớp dễ tái phát và đau trở lại. Theo ghi nhận trong đợt rét vừa qua, số lượng bệnh nhân xương khớp phải nhập viện điều trị tăng lên khoảng 20-30%. Điều đáng chú ý, nhiều trường hợp nghe sỉ tai nhau nên đã tự ý điều trị hoặc tự uống thuốc nam, tiêm giảm đau và xương khớp, nên khi vào viện đã có những biến chứng. Ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình. Bị thoái hóa cột sống, đốt sống cổ đã chục năm nay, lúc nào ông Sinh cũng cảm thấy xương khớp mình đau nhức âm ỉ. Nhưng đợt lạnh vừa rồi khiến ông đau đến mức không thể đi lại được, chân tay co cứng, lại phải đến viện cấp cứu. Tự dưng người tôi đau buốt hết bên hông này, tức là không vận động được, không đi lại được. Chân tay cái bên phải này đau suốt từ hông đến dưới bả chân. Thế là phải con cháu phải mượn cáng khênh chứ còn không bế được, mượn cáng đưa lên xe cấp cứu, đưa vào đây cấp cứu 2 ngày, xong rồi chuyển lên phòng đây thì được các bác sĩ đây thuốc men đầy đủ thì hôm nay tôi đã đi lại được mà cũng đỡ rất là nhiều rồi. Bệnh cơ xương khớp thì có xu hướng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên những ngày thời tiết mà lạnh thì bệnh nhân đến viện nhiều. Về cái tỷ lệ tăng ở bệnh nhân thì tăng khoảng 2-30% so với cái số lượng bệnh nhân thông thường điều trị. Bị đau khớp háng từ 2 năm nay, nhưng bệnh nhân này lại điều trị thuốc nam. Gần đây khi bị đau nhiều, ông được người bán thuốc nam khuyên tiêm thuốc vào khớp để dưỡng. Chỉ sau từ 7 đến 10 ngày, ông phải nhập viện trong tình trạng bàn chân và gối đau, sưng phù. Câu hỏi là nó thuốc tác dụng như thế nào? Thì người ta nói là người ta tiêm cái thuốc ấy chỉ là hỗ trợ cái bổ khớp hay là cái gì đó ấy, nó phục vụ cái khớp háng ấy. Trước kia cũng có sử dụng cái thuốc nam ở ngoài, thế nhưng sử dụng thì ở trên chỗ khu Cầu Mây, Phú Bình ấy. Thế nhưng cũng chỉ là nghe cái dân làng người ta giới thiệu thôi, cũng chẳng xác định ai giới thiệu là đúng cả. Thế nên đấy cũng đã dùng một thời gian quá lâu, mà cũng đã dừng đây khoảng độ gần chục ngày rồi. Bệnh nhân trên chỉ là một trong số rất nhiều các trường hợp nhập viện tại khoa cơ xương khớp do gặp phải những biến chứng trong điều trị bệnh. Tâm lý của bệnh nhân mắc bệnh xương khớp là ngại đến viện, vì thế tự điều trị ở ngoài, tự mua thuốc uống, dùng thuốc nam hoặc tiêm giảm đau. Vì thế, khi vào viện, bệnh nhân thường ở tình trạng không thể chịu đựng được. Đáng nói, có những ca mới chỉ nghe phương pháp điều trị khiến ai cũng cảm thấy rùng mình. Chúng tôi đã từng gặp những bệnh nhân thấy đau thì nghe đồn nhau và vào đến những cái thầy thuốc nang để người ta cho ong đốt vào cái vị trí đau, thậm chí là dùng dao để rạch vào những cái vị trí đau và nặn máu đi với cái hy vọng rằng sẽ thải được chất độc ra ngoài. Nhưng đấy là một cái quan niệm sai lầm của người dân. Ước tính khoảng một nửa dân số nước ta gặp các vấn đề về xương khớp. Bệnh xương khớp ít khi dẫn đến tử vong và không có biểu hiện nguy kịch như bệnh hô hấp, ung thư, tim mạch, nhưng tần suất gây bệnh cao, đồng thời gây đau nhức, giảm chức năng vận động. Mùa lạnh là mùa của bệnh xương khớp, vì thế người dân gặp các vấn đề về xương khớp không nên chủ quan, mà cần đến các cơ sở y tế uy tín để chữa bệnh, tránh tin vào lời đồn, khiến tiền mất, tật mang. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của mưa lớn trên thượng nguồn, ở Ban Quản lý Hồ Chứa Nước Đồng Tròn, Công ty Trách nhiệm Hoạn một thành viên Thủy Nông Đồng Cam cho biết, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 12 đã bắt đầu xả cửa tràn nhằm điều tiết lũ, đảm bảo an toàn cho công trình Hồ Chứa Nước Đồng Tròn tại xã An Nghiệp, huyện Tuy An của tỉnh Phú Yên. Theo đó, Ban Quản lý Hồ Chứa Nước Đồng Tròn cho biết, liên tiếp trong 2 ngày qua, trên lưu vực Hồ Chứa Nước Đồng Tròn xảy ra mưa lớn. Đến sáng ngày 18 tháng 12, mực nước trong hồ chứa đã đạt cao trình 35,5m, tương đương mức dung tích 19,550 triệu mét khối. Do vậy, chỉ trong 1 đến 2 ngày nữa, lưu lượng nước đổ về hồ chứa nước Đồng Tròn có khả năng sẽ vượt ngưỡng tràn phụ. Trước tình hình mưa lớn đang diễn ra phức tạp, khả năng mực nước trong hồ tiếp tục dâng cao, uy hiếp đến kết cấu an toàn công trình hồ chứa. Vì vậy, Ban Quản lý hồ chứa đã tiến hành xả một cửa tràn để điều tiết nguồn nước trong lòng hồ với lưu lượng xả từ 1,5 đến 49,3 mét khối một giây và sẽ duy trì xả điều tiết nước cho đến khi mực nước đảm bảo theo thiết kế cho phép. Để đảm bảo an toàn vùng hạ du, nhất là các xã An Nghiệp, An Định, thị trấn Chí Thạnh và các xã quanh đầm Ô Loan, Ban Quản lý Hồ Chứa Nước Đồng Tròn đã thông báo và yêu cầu người dân không được qua lại vùng trũng thấp, nơi có dòng chảy xiết,
đồng thời có giải pháp bảo vệ gia súc gia cầm và thu hoạch hoa màu tại các vị trí trũng thấp nhằm tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.